Đấy, như thế này là các bạn thì nhìn vào cái cửa sổ thread kia là các bạn có thể bắt được chỉnh được cái. Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi thực hiện một bài toán, đó là xác định tọa độ của vật và in tọa độ của vật lên khung hình chúng ta bằng OpenCV và Python. Và cái đối tượng mà mình dùng để nhận biết hôm nay đó là cái đồng xu. Mình sẽ xác định tâm của đồng xu, tọa độ của tâm đồng xu và in nó lên màn hình nhé. Rồi, không để các bạn chờ nữa, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Đầu tiên là mình sẽ import cái thư viện CV2 OpenCV, và giống như mọi lần là chúng ta sẽ gọi một cái biến gap bằng CV2.video capture để chúng ta bật cái camera lên. Và ở đây mình sử dụng cái camera ngoài nên là mình sẽ điền là số 1 ở đây. Nếu các bạn sử dụng camera của máy tính thì các bạn sẽ điền số 0 nhé. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ gọi hàm while2. While2, cái hàm này mình sẽ dùng để đọc cái frame liên tục, và mình sẽ có một cái biến là return này và frame. Mình sẽ gọi đến cái hàm đó là graph.read. Cái hàm này sẽ đọc cái khung hình chúng ta, frame của chúng ta liên tục và lưu vào cái biến frame này. Và bước tiếp theo là cái đồng xu của mình nó cũng không to lắm nên là mình sẽ resize lại cái cửa sổ chúng ta, cái window chúng ta, cái cửa sổ nhận diện đấy. Bước tiếp theo là mình sẽ gọi một cái biến có tên là img này thì sẽ bằng là cv2.resize. Cái hàm này có chức năng là mình resize lại cái cửa sổ chúng ta. Ở đây mình sẽ cho cái cửa sổ nó bé hơn 640 và 320 giống như mọi lần mình vẫn làm. Và tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu đi vào xử lý cái threshold rồi nhận diện. Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển về ảnh đen trắng đó, mình sẽ gọi biến gray này sẽ bằng cv2.convert color này. Convert color này thì tất nhiên rồi, các bạn sẽ phải truyền cái biến ảnh đầu vào này, và cái chế độ của chúng ta là gì? Cv2 chấm chuyển từ BGR đúng không? BGR này tu HS, tu gray, mình chuyển là gray mà. Rồi, sau khi mà chúng ta chuyển gray xong thì bước tiếp theo là mình sẽ cùng đi threshold để mình xác định được cái vùng đen trắng. Thì mình sẽ gọi để test, để xử lý threshold thì mình sẽ gọi một cái biến là img đi cho nó dễ. Rồi thì cái biến này đúng rồi, thì cái biến này mình sẽ xử lý, mình sẽ gọi vào cái hàm nào, đó là cv2 này. Những cái hàm ví dụ threshold hay là convert color hay là file contour thì các bạn có thể xem lại những cái video trước của mình nhé. Threshold này, cái tham số của cái hàm threshold là gì? Đầu tiên đó là mình sẽ truyền một ảnh gray này. Bước tiếp theo là cái giá trị. Lần trước thì mình cũng đã test được nhiều lần với cái đồng xu này rồi nên là mình sẽ truyền vào cái giá trị này, và các bạn có thể thay đổi cái giá trị này nhé để phù hợp với độ ánh sáng và cái độ sáng và cái vật của bạn, thì các bạn sẽ thay đổi cái giá trị stress này. Rồi tiếp bước tiếp theo mình sẽ truyền cái giá trị max vào 255 thôi. Và bước cuối cùng đó là mình sẽ sử dụng cái phương pháp là mình sẽ sử dụng các stress binary nhé, và reinvert này. Rồi, vậy sau khi threshold xong thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải làm gì? Thì để xác định được cái tâm của đồng xu ấy thì các bạn sẽ phải xác định kiểu như là mình xác định được diện tích hay là mình xác định chu vi đúng không? Rồi sau đó mình mới xác định tâm. Vậy thì bước đầu tiên để xác định tâm ấy thì mình phải xác định được contour, cái viền bao quanh của nó. Rồi thì mình cái phần phần contour này thì mình cũng đã nói rất là nhiều cái những cái lần trước rồi, thì các bạn có thể xem lại. Mình sẽ đi xử lý nhanh. Mình sẽ gọi một cái biến này, contour này. Ở đây mình sẽ cho một cái biến trả về cho nó đủ thôi. Và tiếp theo sẽ bằng là trước khi mình tìm contour đâu, trước khi mình xác định được contour mình sẽ cần phải tìm contour. Và để tìm được contour mình sẽ có cái hàm là cv2.findContour này. Trong cái hàm findContour này ấy, thì các bạn sẽ truyền cái ảnh stress vào này. Rồi, cái tham số thứ hai đó là mình sẽ các bạn sẽ tìm cái thằng contour như thế nào. CV2 mình sẽ bắt những cái contour mà mình sẽ dùng cái grep external này. Bước tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái phương pháp là CV2 chấm trên này, là mình sử dụng một cái cơ bản đó là trên simple thôi. Vậy là chúng ta đã tìm được file, được contour, tìm được contour rồi. Bước tiếp theo là mình sẽ đi vẽ contour thôi, thì mình sẽ gọi một cái biến là draw này. Mình biến draw này thì mình sẽ gọi đến cái hàm là cv2.drawContour.
trong cái hàm draw contour này thì mình sẽ chuyển những tham số nào. Bước đầu tiên là các bạn muốn vẽ ở trên đâu, thì đây mình vẽ ở trên cái img, cái ảnh gốc của mình nhé, img này. Rồi bước tiếp theo là mình sẽ chuyển cái contour vào mà mình đã file đấy, đã tìm thấy ở trên đấy. Rồi bước tiếp theo thì mình sẽ chuyển cái giá trị trừ một này, rồi màu sắc này và độ thích nít này. Đấy, màu sắc thì mình sẽ là để 0255 màu đỏ. Rồi và độ thích nít mình để là 1 thôi. Sau khi mình đã draw xong rồi thì bước tiếp theo vào sẽ vào bước chính của mình. Đó là chúng ta sẽ cùng đi xác định tâm của đối tượng. Rồi, để xác định tâm của đối tượng thì bước đầu tiên thì mình sẽ sử dụng là ở cái biến, các bạn có thể nhìn ở cái biến contour này mình đã xác định được tất cả các cái contour mình có thể phát hiện được ở trong khung hình. Bây giờ mình sẽ đi duyệt từng khung hình một, từng cái contour một xem là thế nào, để tìm mình tìm cái tọa độ tâm của từng cái contour đấy. Để duyệt được thì chúng ta dùng hàm for. Ở đây mình sẽ gọi một cái biến contour, cái này là hàm, cái biến này là cái biến contour nhỏ nhé, trong tất cả các contour này. Thì for contour, còn trong tất cả contour ở trong ở biến trong mình sẽ làm gì? Mình sẽ gọi một cái biến m này bằng moment. Nó có một cái biến là m sẽ bằng là cv2.moment, quên mất. Đấy, nó sẽ có một cái hàm có tên là cv2.moment và các bạn sẽ truyền cái CLT này vào. Chính là cái này này. Tại sao lại dùng cái hàm này thì bạn có thể tra trên manual của nó. Mà mình cũng thực ra mình cũng tra trên manual của OpenCV thôi. Và các bạn có thể xem là ở đây nó sẽ có một cái, bạn có thể nhìn cái này, công thức này. Và ở đây mình sẽ có sử dụng m nhé, sẽ là cv2.moment này. Và khi mà các bạn muốn xác định tâm x và tâm y thì mình sẽ sử dụng cái công thức này. X thì sẽ bằng là m10 chia m00. Và tọa độ của y thì sẽ bằng m01 chia m00. Các bạn nhớ công thức này nhé. Và mình có thằng moment này rồi, gọi được cái thằng m này rồi. Bây giờ mình sẽ đi xác định tâm thôi. Cx này thì sẽ bằng là, chính là mình sẽ chuyển sang kiểu in nhé, chính là m10 chia m00 đúng không? Thì các bạn điền vào thôi. M này, m10 này chia đi, các bạn nhớ là có cái thằng m ngoài nhé, m00. Rồi. Và tương tự với cái thằng CI cũng như vậy. Để mình xem lại cái công thức này xem nào. M10 chia M00 và M01 chia M00. M01 chia M00. Vậy là chúng ta đã có tọa độ của cái thằng tâm rồi nhá. Đây chính là tọa độ của tâm này. Và bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi vẽ một cái hình tròn nhỏ nhỏ ở trong cái tâm đấy. Ví dụ mình phát hiện ở tâm đúng không? Mình sẽ vẽ một cái vòng tròn nhỏ nhỏ để hiểu đấy là cái tâm của chúng ta, thì mình sẽ dùng cái thằng cv2 này chấm draw circle đi. Trong cái hàng circle này thì mình sẽ chuyển cái bức ảnh của chúng ta là ảnh gốc nhé. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển cái tọa độ cx và ci vào. Cx và ci này. À, chỗ này ci mới đúng. Ok. Và tiếp theo, radius mình sẽ chuyển là 1 thôi. Tiếp theo là màu thì mình cũng nên để giống ở trên đi. Và cái thickness mình cũng để là 1 cho nó nhỏ ra. Rồi, vậy là chúng ta đã vẽ được cái, hình tròn nhỏ trong tâm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ in, có nghĩa là mình sẽ in cái text, put cái text ở trên cái cạnh cái vòng nhỏ đấy. Mình sẽ gọi cái tọa độ x này để put text đúng không? Để put được cái giá trị x và y này. Thì chúng ta sẽ chuyển về dạng text, ở đây là kiểu in mà. Thì đầu tiên mình sẽ chuyển dạng text. X này sẽ bằng là FTD, mình sẽ áp kiểu về kiểu string đi. CX Y thì sẽ bằng là FTD CI. Ok, vậy sau khi có text rồi chúng ta sẽ có cái thằng là CV2.text. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vào thôi. Mình sẽ insert vào đâu? IMG đúng không? Tiếp theo là tọa độ X và tọa độ Y. Thì chúng ta sẽ tọa x và tọa y thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ có cái dạng là mở ngoặc này, mở ngoặc nhé. Bây giờ mình sẽ làm từ từ này, mở ngoặc này. Đấy, mở ngoặc xong thì làm gì? Tọa độ x đúng không? Mở ngoặc xong tọa độ x thì chúng ta sẽ dùng dấu cộng này, x này cộng này. Tiếp theo dấu phẩy ở giữa đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng dấu phẩy này.
Sau đó chúng ta sẽ cộng tiếp. Cộng tiếp cái gì? Tọa độ y đúng không? Và chúng ta sẽ cộng tiếp là cái dấu đóng ngoặc. Đơn giản vậy thôi. Rồi. Cái thông số tiếp theo đó là cái ORG, đó là như là cái tọa độ chúng ta sẽ chuyển là CX. Mình ví dụ CX trừ đi 30 đi. Rồi CI cũng trừ đi 30 đi. Ok. Này sẽ là CX lớn và CX nhỏ. CI lớn. Ok, vậy là chúng ta còn tiếp theo là đến phông đúng không? Các bạn thì nhìn ở đây này. Mình nhìn ở đây để mình viết tiếp thôi. CV2.phông này. Asni này. Rồi, tiếp theo là scale. Mình chuyển là 0.5 thôi. Bước tiếp theo là màu sắc. Màu sắc thì mình cũng để là 0255 đi. Và cuối cùng đó là cái thickness thì mình cũng để là 1 thôi. Ok, vậy là chúng ta đã putex xong. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì? Bước tiếp theo rất đơn giản thôi, đó là chúng ta sẽ insert màn hình thôi. CV2.insert. Mình sẽ insert cái màn hình như thế nào? Mình sẽ show cái màn hình draw này, chính là cái màn hình mà chúng ta đã viết cái text này đấy. Rồi, draw này. Ok. Vậy bây giờ tiếp theo là chúng ta để thoát màn hình ra thì mình sẽ sử dụng giống như mọi lần thôi. If này, cvi.webkey này. Ở đây mình webkey 1 đi. Và cùng xff. Và mình so sánh bằng ordq đi. Đây thì mình làm rất là nhiều lần rồi. Mình correct thôi. Ok. Và bước cuối cùng là chúng ta release. Ok, cv2.detrial window. Vậy là chúng ta hoàn thành. Ctrl F lại. Đấy, các bạn cứ hình dung là đầu tiên là chúng ta sẽ phải bật camera này. Sau đó là bước tiếp theo. Bước tiếp theo là các bạn có tùy chỉnh về khung hình như gì thì tùy chỉnh và xử lý nhận diện, xử lý nhiễu. Và tiếp theo, bước tiếp theo đó là xác định contour, rồi xác định tâm và cuối cùng là in input text lên và in màn hình là xong. Sau đó các bạn Ctrl+F và chạy thôi. Thì ấn chạy nhá. Do là mình dùng camera 1 ở ngoài ấy, nên là nó hơi chậm một chút các bạn. Nếu mà các bạn mà có máy khỏe mà dùng camera 0 hoặc là gì đấy là nó sẽ nhanh hơn. Đây sẽ có các resize này, 640 x 320 này. Cái này thì cấu trúc này đang hình như hơi sai. Đầu tiên là resize, mình chưa resize. Mình resize nhưng mà mình chưa chuyển cái nguồn vào này, cái sock này. Mình sẽ resize cái frame nhé. Và cái này các bạn sẽ đóng ngoặc, mở ngoặc lại cho nó nhìn đúng cái cú pháp của nó thôi. Ctrl F và chạy lại. Những cái chính những cái hàm đơn giản này mà chúng ta rất hay sai, tại vì là nghĩa đơn giản nên là mình sẽ làm nhanh và thường là sẽ bỏ qua, và đến lúc compile thì mình mới biết nó sai. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có 10 cx sẽ bằng là m in này, m10 chia cho m00, ci thì sẽ bằng là in m10 này, để mình xem lại công thức nhé. Ok, CX thì sẽ bằng là in M10 chia cho M00. Đúng rồi nhé. Đây nó báo ở đây. In CX bằng plot division, by 0 à. CX M sẽ bằng là moment. Vậy là mình sẽ phải có một cái bước kiểm tra nữa ở chỗ này. Các bạn sẽ phải có một cái bước kiểm tra. Đầu tiên là sẽ bằng m bằng moment nhé. Sau đó là mình sẽ phải kiểm tra nếu mà if này, nếu mà cái m00 mà bằng 0 ấy, mà cả khác 0 thì mình mới được chia đúng không? M này. m00 này. Và cái bước này nó phải khác 0. Khác 0.
thì mình mới thực hiện. Vậy là các bạn có câu lệnh này nhé, thì các bạn để đẩy hết cái thằng này vào trong này. CV2.footage cũng để vào trong này. Rồi. If mà nó khác không. Ok, Ctrl S lại. Đấy những cái khá là cơ bản mà mình cũng hay sai. Đó là mình phải có cái bước kiểm tra xem khác không thì mình mới được chia, không thì nó sẽ không chia được, tại vì nó sẽ ra một cái lỗi như vậy, đó là chia cho không đấy, thì nó sẽ không được. Này xem còn lỗi gì không nhá. À, nó hiện rồi này. Đấy, các bạn thấy nhìn thấy nhé. Đây là cái camera của mình này, vừa mình đang úp nó xuống thì là nó. Giờ bạn nhìn ra mắt chưa? Bây giờ mình sẽ bật cái đèn lên nhá. Đấy, mình sẽ cho một tí ánh sáng vào này. Các bạn có thể nhìn thấy nhá, nếu mình cho một tí ánh sáng vào nhá, đây là cái đèn của mình, đây là cái đèn của mình đây nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cho ánh sáng vào này. Đấy. Bắt không được chuẩn lắm. Bởi vì cái ánh sáng của mình nó không tốt. Đây như này các bạn thì nhìn thấy này. Đấy, vậy là nó đã khoanh vùng được cái contour của chúng ta. Và ở chính tâm mình sẽ dùng hàm moment đấy. Hàm moment nó sẽ xác định được tâm x và tâm y bằng cái thằng là x sẽ bằng m10 trên m0, y sẽ bằng m01 trên m10, và nó xác định được cái tâm của chúng ta là 337 trên 290 à 206. Bây giờ các bạn ví dụ mình có một cái tâm khác này, đấy các bạn nhìn cái hình nhỏ nhỏ chưa, nó cũng ra một cái hình đấy và nó xác định được cái tâm tròn tròn ở giữa à? Thì cái hàm này nó sẽ cái này nó sẽ được xác định bằng cái hàm for CRT in contour mà mình vừa tạo, nó sẽ quét tất cả các contour và nó sẽ tìm tâm của từng cái một. Thì cái này là nếu mà các bạn có vật ánh sáng tốt này và vật mà nó kiểu như là đen trắng dễ nhìn các thứ đấy thì nó bắt rất là chuẩn. Đây này, ví dụ như thế này chẳng hạn, nó bắt khá là ok đấy. Thì và nếu các bạn mà muốn như vậy là chúng ta đã bắt được rồi nhá. Bây giờ mình sẽ sâu thêm một cái nữa, nếu mà các bạn muốn nhìn cho nó rõ hơn thì mình sẽ chỗ này mình sẽ im sâu thêm một cái thằng nữa. Chỗ này mình sẽ im sâu thêm một thằng nữa, đó là thằng toilet đi. Này mình sẽ chuyển thành toilet này. Và cái chỗ này mình sẽ chuyển thành toilet này. Im mà gọi toilet nhé, các bạn Ctrl F lại, save. Thì cái thằng hàm thread này, cái window thread này nó sẽ làm gì? Nó sẽ có màu trắng đen thôi, nhưng mà nó sẽ giúp các bạn dễ hình dung hơn. Có nghĩa là mình nhìn và nó dễ hơn. Bạn đợi một chút nhé. Đây là cửa sổ thread này, đây là cửa sổ chính của chúng ta, thấy chưa? Các bạn có thể nhìn thấy nhé. Nhìn mình nhìn được cửa sổ thread thì mình sẽ thấy đen trắng này. Đấy, mình sẽ có thể chỉnh được nhé. Bây giờ chỉnh giá trị làm sao để cho cái màu đen trắng này nó bắt được này. Khi mà nó toàn màu trắng, để ở đây cho nó rõ hơn này. Đây là cửa sổ chính và đây là cửa stress này. Khi mà cái của chúng ta mà toàn màu trắng nhé, đây này, đấy, thì nó sẽ bắt được cái tâm rất là chuẩn luôn. Đây này, đấy, như thế này là các bạn thì nhìn vào cái cửa sổ stress kia là các bạn có thể bắt được, chỉnh được cái ánh sáng này, rồi chỉnh được cái giá trị. Như mình vừa chỉnh cái giá trị đây này. Cái giá trị này là chính là cái giá trị 68 này, 89 này. Đấy, mình vừa bảo là các bạn có thể chỉnh ở trong cái dùng cái stress, cái cửa sổ stress đây để chỉnh. Rồi thì video của mình xin kết thúc ở đây. Hy vọng cái video này đã giúp ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy comment, share và like, follow giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.